Dạ em xin phép chào tất cả các chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 19 tháng 6 năm 2024. Giờ đó thì hôm nay em tiếp tục về được một số mặt hàng lăng rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số đối tượng thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì trước mặt mọi người thì hôm nay em về có một dòng lan rất là đặc biệt nha mọi người. Đó là lan kiều dạt hay gọi là thủy tiên dạt nha mọi người, ở vùng rừng Con Tum nha mọi người. Đó. À, hôm nay em về có các hình nguyên bản rất đẹp này, đấy. Rồi có các hàng về nữa, đấy. Rồi có lan quế trắng tháng 8 nha mọi người, đấy. Rồi lan kiều nha mọi người, cái này bà con gọi là lan kiều mỡ gà nha mọi người, đấy. Rồi và cái phần hoàng lan này, rồi ý thao ba màu và cái phần kiều mỡ gà nha mọi người, đấy. Rồi, hôm nay em về được chừng đây hàng thôi nha mọi người, đấy. Giờ thì hàng về lúc nào thì mang lúc đó, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. Rồi tí nữa mình sẽ quay cụ thể từng cái hình một thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó giúp em nha. Đấy. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi trong một thời gian sớm nhất nha. Giờ là bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày mọi người nhận được hàng nha. Giờ là tổng nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Người nhận hàng thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Giờ rồi, thì ngoài chia sẻ các mặt hàng lan rừng thì bạn em còn chia sẻ thêm sản phẩm giày dây rừng nha mọi người. Đấy thì hôm nay 14 rồi, để cả tầm mọi người chạy hôm nữa thì hôm nay có thì mẹ em gửi hàng gửi sản phẩm vào thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị về dùng nha. Giờ rồi về cái giày dây rừng thì nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng trực tràng nha mọi người. Rồi thì nó có nhiều tác dụng trong quá trình sử dụng của chú anh chị phản hồi này rất là nhiều nha mọi người. Thì em chia sẻ sơ qua thôi. Rồi em xin giới thiệu đến cô chú anh chị một cái tài liệu nghiên cứu y học về công trình nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cả chạy dây nha mọi người, thay một số chỉ số lipid máu và một bệnh học của sơ vữa động mạch ở thận cho cholesterol nha mọi người. Đấy, người quan trọng về vấn đề mà cholesterol và lipid máu thì cái này nó liên quan đến cái bệnh mỡ máu nhiễm mỡ nha mọi người. Đấy. Rồi thì cái lượng mỡ trong máu nó có các chỉ số từ thấp đến cao. Để thông qua xét nghiệm nha mọi người. Đấy, thì nếu cái lượng mỡ nó nhiều thì nó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoặc huyết máu trong các động mạch nha mọi người. Đấy, trường hợp mà mỡ nó nhiều thì nó ảnh hưởng nó gây tắc nghẽn, gây sơ vữa và gây vỡ động mạch nha mọi người. Trường hợp mà nó không lây được một số vùng cần thiết á, máu không lây được một số vùng cần thiết thì nó gây bệnh đột quỵ nha mọi người. Đấy. Rồi thì cái công trình nghiên cứu này do các tác giả đang nghiên cứu, trong đó có bác Phạm Thanh Kỳ, giáo sư tiến sĩ nghiên cứu công trình này, và tài liệu này đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, được thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nha mọi người. Thì bất kỳ ai cũng có thể tham khảo tài liệu này. Nhưng tài liệu này trong quá trình tìm hiểu về cái dây rừng em sưu tầm được thì em chia sẻ cho cô chú anh chị về xem đấy, để nắm các cái kiến thức về để mình bỏ túi các cái tài liệu và cái cẩm nang về sức khỏe nha mọi người. Đấy, này các thành phần chính này, đấy, mọi người về đi xét nghiệm nào cũng không có các chỉ số này hết nha mọi người. Đấy. Rồi tài liệu này nó gồm từ đầu đến cuối là có 8 trang nha mọi người. Đấy. Rồi 8 trang một mặt thì mọi người đọc khá nhanh thôi. Em để cái đường liên tải phần bình luận nhận xét ở video bên dưới này nè, để mọi người tải về máy tính, điện thoại hoặc in ra các bản giấy như thế này để mọi người đọc nha. Trường hợp của chú anh chị lớn tuổi thì nhờ con hoặc cháu mọi người tải tài liệu về in ra như thế này. Đấy, thì nhìn như thế này thôi nhưng mà nó rất là quý giá nha mọi người. Đấy, nhiều lúc những thứ mà mình thấy đơn giản bên mình nhiều lúc mình không hay nha mọi người, nhưng mà rất là quý giá nha mọi người. Đấy, thì nói chung là biết trước thì vẫn hơn nha mọi người. Đấy. Rồi thời gian giới tới thì em sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cây chè dây rừng và một số cái tài liệu liên quan như thế này nha mọi người. Mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng, em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh đúng này, bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi em sẽ đi từ trang xuống dưới cho mọi người theo dõi nha. Rồi hôm nay em có ba cái nguyên bản, hai nguyên bản lớn đẹp này, đây là các nguyên bản 150 này, rồi hai nguyên bản lớn nhất đẹp ngày hôm nay nha mọi người. Rồi em giới thiệu về cái mặt hoa của lan kiều dạt nha mọi người. Đấy, hoa của kiều dạt này, hai hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Hoa dạng chùm nha mọi người, cũng rất là nhiều bông. Đấy, mọi người về trồng tạo những tác phẩm kiều dạt rất đẹp nha mọi người. Hoa kiều dạt này.
đó là kiều giạc nha mọi người, là bề trong. Rồi hôm nay có một cái văn bản rất là to nè, đây văn bản rất là lớn nè, đây một văn bản đây, đây đó, lá rất đẹp nha mọi người, cái dòng này thuộc dòng thân dài nè, bản lá lớn nè, nhưng mà rồi nó mới ra hoa nè, còn trái nha mọi người, rồi và nó cũng đang làm cái một con mới nè, một cái văn bản rất là tuyệt vời nha mọi người. Này mọi người bè không cần phải ghép nè, đây một văn bản lớn luôn, đấy cây rất đẹp luôn, đấy thân lá là không phải che, một thân tơ nè. Rồi hai thân tơ này, ba thân tơ này, bốn thân tơ này, nó vừa đầu đều ra hoa hết nha mọi người. Rồi cây này thì đang lên một cái con này, rồi cây bên này nó cũng nứt một cái con mới nữa nè. Rồi mùa này thì nó đang nứt cho con lên, đấy, nó sẽ nứt những cái mầm mới nha mọi người. Rồi cây nguyên bản lớn nha mọi người, quá đẹp luôn. Tại lâu lâu có một cái tác phẩm đẹp như thế này nha mọi người, nguyên bản thôi, tự nhiên của nó như thế nha mọi người. Rồi hình số 1 nha mọi người, đấy lan kiều về, đấy 350 cho căn nguyên bản lớn này nha mọi người. Đấy. Rồi nguyên bản to nhất, đẹp nhất ngày hôm nay. Tiếp theo là đến căn nguyên bản số 2. Đấy, rồi tự nhiên nó bám vào giá thể như thế này nha mọi người. Đó, nó cũng có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đó và mớ thân già luôn. Đấy. Người về trồng thì cái này cái con nó sẽ lên nha mọi người. Đấy này, cái con đứt này. Đó. Rồi nguyên bản ngồi tự nhiên nó như thế nha mọi người. Nó mọc thì cái như thế này thôi. Đầu người về sưu tâm đấy, lan kiều giạc mà cây nguyên bản lớn đấy, bốn thân tơ ba thân tơ và rất nhiều thân dài nha mọi người, đang nứt lên cây con mới nữa. Rồi hình số 2 hình này hình 300 cho cây nguyên bản lớn nha mọi người. Rồi hai nguyên bản to và đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người, cái này 350, cái này 300. Rồi tiếp theo là đến cây nguyên bản 150 nha mọi người. Rồi nguyên bản của nó luôn này, đấy, cây thân lá cũng to này, đấy, đang nứt cây con nha mọi người. Đấy. Rồi đây cũng hai thân tơ này cũng đang nứt cây con luôn nha mọi người. Rồi nguyên bản của tự nhiên của nó như vậy thôi nha mọi người. Đó. Rồi nguyên bản này 150 cho mọi người về sưu tầm nha. Đấy, cây hình số 3 150. Tiếp theo là đến hình số 4 nha mọi người. Hình số 4 150 cho cây nguyên bản luôn. Rồi, mà tự nhiên nó mọc như thế này, đấy, mọc trên một cái dây nha mọi người. Đó, còn có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Đây ra hoa này, hoa có trái như thế này. Đấy, mọi người về ấy nó kia thì cây con nó sẽ mọc lại nữa nè. Đó. Rồi đó lan kiều về mọi người. Đấy. Thì cái dòng kiều này lâu lâu nó mới có nha mọi người. Đấy, không phải lúc nào nó cũng có thường xuyên mọi người. Hôm nay bà con đi rừng gặp được cái lô kiều về rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 4 150 cho cây nguyên bản lớn này. Đấy. Tiếp theo là đến hình số 5 nha mọi người. Hình số 5 120 cho cây nguyên bản lớn. Cái dòng này là kiều kiều về thân dài nha mọi người. Đấy, thân dài là những cây thân như thế này thường nó rất là khỏe nha mọi người, và hoa nó sẽ rất là dài nha mọi người. Đây là cây thân lớn này, thì do trong quá trình khai thác người ta ấy nó kia rồi nó ảnh hưởng đến cái lá thôi nha mọi người. Mọi người chủ yếu lấy giống để bên sau cây con nó lên nè, cây con nó lên mọi người chăm cái cây con nó đi. Đó. Rồi hai thân tơ đây, nguyên bản nha mọi người, mọi người bên sau tầm hình này hình 120, hình số 5 mọi người lấy giống giống dài. Tiếp theo là đến hình số 6 nha mọi người. 120 hai về là mít lớn nha mọi người. Rồi đây về đầu tiên này, đây cũng có 1 2 thân tơ. Đó. Này đứng trọng rất đẹp nha mọi người, lá mít rất đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp theo đến về số 2 này. Đó, về này cũng về lá mít rất đẹp nha mọi người. Đó, thân mập nha mọi người. Đấy, kiểu dài của vùng em nó mập lắm. Cái bề dày của thân này, đấy, nó rất là dày nha mọi người, nó không bị dạt như một số nơi nha mọi người. Rồi, hình số này là 6 120. Rồi tiếp theo hình số 7 120 cho về mít luôn nè. Rồi đây về đầu tiên nè. Thân lá mít như vậy, nó đẹp. Đọc trăm. Rồi tiếp theo đến về số 2 nè, về 2 cũng là một về loại lá mít to lớn luôn nha mọi người. Đấy, mọi người về trăm, hai về kiều dạt nha. Hình này 120 hình số 7. Tiếp theo là đến hình số 8, 100.000 cho cây nguyên bản nha mọi người. Đấy, nguyên bản của nó đây, đang ngồi tự nhiên nó như thế luôn. Đấy, dòng này cũng thuộc dạng lá mít lớn nha mọi người. Đấy. Rồi cây con đang lên rồi nè. Đấy. Rồi, nguyên bản này 100 nha mọi người, hình số 8 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 9 nè, 100.000 cho hai nguyên bản. Rồi đây nguyên bản đầu tiên nè, đây một nguyên bản lá mít này, cũng có hai thân tơ nha mọi người. Đấy, nó đẹp luôn. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2 nè. Đấy, cũng có hai thân tơ nha mọi người. Rồi hai nguyên bản 100 nha mọi người. Về sưu tầm hình số 9. Tiếp theo là đến hình số 10, 100.000 cho hai nguyên bản luôn.
Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, đấy, thằng lao ok nha mày. Rồi tiếp theo đây nguyên bản số 2 này, đấy, 1, 2 thằng tơ và thằng con đang lên nha mày. Rồi hai nguyên bản kiều nha mày, hình số 10. Rồi tiếp theo là đánh hình số 11 nha mày, 100.000 trong một nguyên bản cộng một diện lớn. Rồi đây cây nguyên bản này, đấy, ngồi tự nhiên nó mọc như thế, hai thằng tơ và thằng này đang lên nè. Rồi và một cái dè kiều lớn nha mày, 1, 2 thằng tơ nè, đấy, người về trồng đấy. Rồi hai dè kiều 100 nha mày, hình số 11. Tiếp theo là đánh hình số 12, 100.000 cho 5 dè luôn. Rồi đây dè đầu tiên nè, đấy, tiếp theo đánh về số 2 này, đấy. Tiếp theo là đánh về số 3 này, đấy, cái con đang lên này, về số 4 này, đánh về lớn này, 3 thân tơ này, về số 5 này, đó, cái con đang lên như vậy, rồi 5 về 100, đó là hình cuối cùng của cái dạng ngày hôm nay, nhưng mà hôm nay có 12 hình kiểu dạng, rồi loại lăng rừng cho em rất đẹp nha mọi người, hoa màu vàng, đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lan quế tháng 8 nha mọi người. Cái dòng mà quế này là nở dịp vào tháng 8, nhưng mà vùng của rừng em là nó nở lăng có màu hồng nha mọi người. Lăng quế tháng 8 hồng nha mọi người. Cái cúng của nó hồng. Đấy, nó đẹp nha mọi người. Rồi, một cây nguyên bản 5 ngọn lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đấy, dòng xếp này. Đó, xếp rất đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, một nguyên bản ngoài tự nhiên còn có 5 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, đó, 5 lá xếp rất đẹp nha mọi người. Trên lá của nó có sắc tố này nè, nó điểm cái cúng hoa nó màu hồng nha mọi người. Đấy. Cái này ngoài tự nhiên nó mọc ở cái vùng rừng rêu, cái mùi thân rừng nó đen nha mọi người. Nếu mọi người về trồng tại vườn thì nó sẽ hết cái màu đen mùi thân này nè, lá của nó mùi thân dính thôi. Đấy, chứ còn nó lên tươi tốt này kia thì nó bóng bậy thôi. Đấy. Rồi cây nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Người này về đặt chậu thôi, không cần phải ghép nữa. Đấy, dòng lá xếp rất đẹp rồi. Đấy, nguyên bản với tháng 8 nha mọi người. Cây nguyên bản lớn 250 cho cây nguyên bản này. Đấy, đấy có cây nguyên bản như thế này rất là ít gặp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 14 nha mọi người. 150 cho hai nguyên bản cộng hai cây 5 ngọn nha mọi người. Rồi này hai cây rời nè. Đấy, một nè. Rồi tiếp theo là cái số 2 nè. Rồi cây nguyên bản nè, nãy ngồi tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người. Rồi tiếp theo những cây nguyên bản số 2 này được hai ngọn nha mọi người. Do nó lỏng này kia thì mà dùng cái rút em cố định lại. Đấy. Và mọi người về trồng lá nó sẽ lên lần lên nha mọi người. Như thế này là có hoa rồi nha. Này nở vào dịp tháng 8 nha mọi người. Hình 14 nha mọi người, 150 cho hai nguyên bản và hai cái ấy nè. Đó là quế tháng 8 hồng nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có ba cái phần kiều nha mọi người. Kiều này bà con gọi là lăng kiều mở gà nha mọi người. Thân nó vuông. Rồi thì hàng rừng thì mọi người ấy đó. Đấy. Theo hình thái cây này kia thì thân vuông này, đấy, thân vuông xanh này. Đấy. Nó sẽ là lăng kiều mở gà nha mọi người. Nên mọi người đi lấy lan người ta nói là mở gà. Rồi nó có các cái mặt hoa này. Đấy. Đó, lăng kiều mở gà nha mọi người. Mọi người về sưu tầm. Đấy, thân của nó vuông này. Hoa mở gà nha mọi người. Rồi, đó là lăng kiều hình số 15 nha mọi người. Hình này 150 cho hai dì đẹp nha mọi người. Rồi đây là dì đầu tiên nè. Đây cũng có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Mặt trên nè, mặt dưới nè, đó. Thân của nó vuông xanh nha mọi người. Rồi tiếp theo, đánh dì số 2, một cái dì kiều rất là lớn nha mọi người. Đây cũng có 1 này, 2 nè. 3 nè, đó. Ba thân tơ rất đẹp nha mọi người, mặt trên nè, dưới nè. Đó, thân xanh bóng bẩy luôn nha mọi người. Thân vuông nè. Đó. Thân của nó vuông nè, vuông xanh nha mọi người. Đấy, vuông xanh hết luôn. Đó, quá đẹp nha mọi người. Rồi, hai dì kiều. 150 nha mọi người, hai dì kiều đẹp. Kiều mở gà 150, hai dì đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 16 100 cho hai dì nha mọi người. Ở đây về đầu tiên này, đấy cũng có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đấy, thân của nó này. Đó thân vuông nha mọi người. Cái con đang lên nè, mặt đây nè, mặt dưới nè. Đó. Dòng kiều thân lớn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đấy về này cũng có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Cái con đang lên nè. Mặt đây nè, mặt dưới nè.
Đó, những cái cây kiều như thế này thường rất là nhưng mà rất là khỏe nhưng mà là kiều này đó, thân vung nhưng mà đó. Rồi hai cái dẻ kiều mở ra 100 nhưng mà hình số 16 theo là đến hình 17 nhưng mà 100.000 cả 4 dẻ nhưng mà bán sưu tầm thôi đó. Kiều gì nó cũng đẹp nhưng mà 1 2 này 3 này đó, đây đang lên cái con mới nhưng mà thằng nó vung xanh này. Rồi tiếp theo đánh kiều gì số 2 này đó. Đó, cũng thân vùng xanh luôn nha mọi người, thân vùng luôn này. Rồi tiếp theo đánh về số 3 này đó. Thân nó cũng vùng xanh luôn này. Rồi tiếp theo đánh về lớn số 4 này, đánh về này cũng có 1 này 2 này 3 này đó. Đây con đang lên nha mọi người đó. Rồi thân nó cũng vùng xanh luôn này. Đấy, những cái gì lớn như thế này cũng rất là khỏe nha mọi người. Rồi 4 gì hình số 17 100 nha mọi người, về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình số 18 combo 3 loại nha mọi người, kiều mỡ gà nè. Đấy. Rồi ý thảo 3 màu nha mọi người. Đấy. Một chỉ ý thảo 3 màu này. Rồi lan hoàng lan. Đấy, hoàng lan hoàng lạp nha mọi người, hoa màu vàng. Đấy. 3 loại 100 nha mọi người, về sưu tầm. Đầu tiên là về ý thảo 3 màu này. Đấy, cây đang lên nha mọi người. Cái này phát triển lên và nó cho hoa nha mọi người. Rồi tiếp theo mình đánh lan hoàng lan này. Cái này nó người về trồng cái này nó ra rễ lại bình thường nha mọi người. Rồi tiếp theo. Đấy, cây nguyên về này, 1 2 3 tháng tơ nha mọi người. Đó, người về ghép lại thôi. Rồi tiếp theo một cái cây kiều mở gà nha mọi người. Này, này thân nó vung nha mọi người. Một cây cây này kêu bản kêu vung nha mọi người. Rồi hình số 18 nha mọi người, 3 loại lan 100 cho mọi người về sưu tầm. Đó là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Dạ rồi, mọi người đặt hàng hay gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người thời gian sớm nhất nha. Dạ rồi, bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thanh toán 30k ship là xong. Dạ rồi. Dạ rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh của này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay những like về cho người sưu tầm. Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.